Chào tất cả mọi người nhé, mình là Hùng đây. Hôm nay thì mình sẽ review một sản phẩm, đó chính là một chiếc vòi rửa. Thì vòi rửa là một cái sản phẩm không mới xa lạ đối với những ai mà đã từng vào bếp. Thì hôm nay trong video này, mình sẽ chia sẻ một cái vòi rất là tuyệt vời để chúng ta đánh giá cái mức độ mà cái chi phí chúng ta bỏ ra. Thì cái vòi này á, trước tiên là mình nói luôn cái mức giá của nó nha. Họ nhà cung cấp họ đưa ra đó chính là 15 triệu 500 nghìn đồng một chiếc vòi này. Nghe cái con số này á, thì mọi người chắc là sẽ giật mình. Bởi vì sao ạ? Giá thành nó quá cao. Đấy, thông thường mọi người chỉ biết đến một cái vòi á, nó chỉ có giá là bao nhiêu ạ? Khoảng 500 nghìn nè, 1 triệu nè. Vòi nào tốt hơn thì khoảng 2 triệu. Vòi nào mà có tính năng mà rút dây đó thì nó có thể là 3 triệu, thậm chí là 4 đến 5 triệu. Đấy, đó là đơn thuần là chúng ta thấy những cái vòi đó rất phổ thông đúng không ạ? Thì bản thân mình nè, cũng từng tiếp xúc những cái loại vòi đắt tiền, nó rơi vào khoảng tầm 5 triệu. Đấy, là mình đã thấy gọi là rất là cao rồi. Đấy, vì những cái đối tượng mà tiếp xúc hoặc là tiêu thụ những cái vòi này đó thì phải là những người là có điều kiện, có tiền. Đơn giản hơn hết lúc đó mình chỉ nghĩ là những người có tiền thì họ sẽ dùng vòi đắt tiền. Nhưng mà sau này tới khi mà càng làm nhiều, càng tiếp xúc nhiều thì đương nhiên rồi, mình nhận thấy một điều là không phải là người có tiền thì họ dùng vòi đắt tiền, đó là điều sai. Mà là những người đã từng trải, từng va vấp những cái vòi gọi là rẻ tiền, những vòi phân khúc thấp, thì họ thấy được một điều đó là những cái nhược điểm mà những cái vòi rẻ tiền không có. Đấy, hoặc là những tính năng bị hạn chế, hoặc là những cái nhược yếu điểm của những cái vòi rẻ tiền. Đấy, thì chính vì thế họ tìm tôi muốn nâng cấp lên những sản phẩm tốt hơn. Không phải vì họ dư tiền đâu nha mọi người, nhưng mà họ nghĩ rằng khi bỏ ra một số tiền lớn để mua một cái vòi, mà cái giá trị của vòi mang lại trước tiên là cái trải nghiệm rất là tuyệt vời mà không có cái vòi nào sánh bằng, là một. Cái thứ hai nữa họ nghĩ rằng đó chính là sao ạ? Cái vòi này nè, nó sẽ bền với mình theo xuyên suốt cái thời gian. Thậm chí ví dụ như họ có bán ngôi nhà đó đi, họ vẫn gỡ cái vòi đó để đi theo họ qua ngôi nhà mới, là một. Cái thứ hai nữa là những cái vòi này nè, những người hàng xóm của họ có thể là thay đến 2 đến 3 cái thì họ vẫn cứ dùng một cái này, mà lúc nào cũng ở trạng thái gọi là quá tuyệt vời. Đấy, mình hay dùng từ là tuyệt vời nhé. Thôi, mình chia sẻ rất là dài dòng như thế rồi, nhưng mà mục đích chính vẫn là hướng tới cái vòi ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người. Đấy, thì trong video ngày hôm nay thì mình làm gì ạ? Sẽ đi phân tích từng ngóc ngách, từng chi tiết của cái chiếc vòi 15,5 triệu này. Thì nó có điểm gì đặc biệt? Đó, bản thân mình không phải là cái người gọi là mở cái hộp này ra và chia sẻ cái vòi này ngay lần đầu mình thấy, mà là mình đã có tiếp xúc đến 2 lần. Một lần là mình được thấy trực tiếp tại hội chợ Việt Build, họ triển lãm và trưng bày cái vòi này, là một. Mình được trải nghiệm thực tế và được cái nhân viên ở đó họ tư vấn, nhân viên của hãng nha, họ tư vấn rất là kỹ về cái vòi này cho mình. Đấy, bản thân mình là thấy ấn tượng một lần. Lần thứ hai là bản thân mình có cơ hội được lắp cái vòi này trước cái video này khoảng 2 ngày, là mình có được cơ hội lắp thực nghiệm một cái vòi này. Và rồi ngày hôm nay là lần thứ ba mình trực tiếp review cái vòi này sau khi mình đọc xong cái tài liệu của hãng vòi này và thông tin kỹ thuật của vòi này. Mình có 2 lần trải nghiệm cộng một lần là review cái vòi này thực tế và đọc tài liệu catalog trước khi mà chia sẻ với mọi người, thì mình nghĩ rằng với kiến thức nho nhỏ đó cũng sẽ có thể nào là khơi gợi và bộc bạch những cái chi tiết quan trọng của cái vòi này cho mọi người hình dung rõ hơn. Là mình nói luôn, cái vòi này là của hãng KVK, đây là của hãng của người Nhật nha mọi người. Đấy, thì người Nhật cũng chẳng kêu mình đi review cái vòi này đâu, bản thân mình thấy thực sự là một sản phẩm rất là tuyệt vời. Đấy, trong cái quá trình mình làm tủ bếp á, thì mình tiếp xúc rất là nhiều hãng vòi, thì đương nhiên rồi, từ thấp tới cao phân khúc nào mình cũng có va chạm qua, hoặc là mình đã từng lắp rồi. Cách đây khoảng hơn một năm thì mình có tiếp xúc rất là nhiều những cái vòi gọi là vòi da rút, cái cổ nó cao tròn như này nè. Đấy, thì lúc đó mình nghĩ rằng những cái vòi như thế là đã quá xịn sò rồi, quá tốt rồi. Thì đương nhiên rồi, sử dụng cái vòi cái tốt hơn nữa chẳng qua là họ dư tiền quá, họ mua những vòi xịn hơn thôi, chứ còn về tính năng trải nghiệm á, thì nó cũng ở chừng mực đó thôi, chứ cũng chẳng hơn gì. Nhưng mà đó là một cái nhận định ở thời điểm gọi là còn thiếu kiến thức. Thì đến ngày hôm nay va chạm thêm cái vòi này thì mình mới thấy một điều rằng tiếp xúc những cái dòng vòi mà đắt tiền nè thì nó có cái giá trị của nó, có một cái phần giá trị cốt lõi của những cái sản phẩm đắt tiền. Thôi không vòng vo nữa, mình đi vào chi tiết nhé. Lúc nãy á, thì nó có một cái thùng rất là nguyên vẹn, thì mình có tiến hành là mở cái thùng này ra và mình bóc thẳng cái vòi bỏ trên bàn luôn. Đấy, cho nó khỏi mất cái thời gian mà mọi người gọi là xem mình đập cái hộp này ra. Cũng chẳng phải là đập hộp đâu, mà bỡ nâng niu cái vòi từ trong thùng đem bỏ lên bàn. Đấy, và để chia sẻ với mọi người. Rồi, trước khi đi vào cái vòi á, thì mình muốn nói rằng một điều á, đây là một cái hộp nhỏ mọi người thấy không ạ? Đây là một cái hộp nhỏ nè. Đây, vì sao mình nói cái hộp này? Cái hộp này thứ nhất là có logo của hãng nè,
Thứ hai là cái dán cái tem nhập này thì mình không rõ là có nhiệm vụ gì. Nhưng mà đối với một người như mình á, nếu như mà không biết á, thì mình nghĩ rằng cái hộp này nè đã đợi một cái sản phẩm hoặc là một cái phụ kiện gì đó. Ví dụ như có thể là đợi cái dây này. Mọi người nghĩ đúng không ạ? Đấy, bản thân mình là cũng nghĩ như thế. Từ lúc mà rút ra khỏi cái hộp á thì mình nói, ủa cái hộp này để làm gì ta? Có thể là đợi cái phần dây. Nhưng mọi người biết cái công dụng của nó làm gì không ạ? Nhiệm vụ chính của cái hộp này á là để hứng nước khi chúng ta gỡ cái nắp bịt của những cái vị trí nước cấp nước nóng hoặc nước lạnh đó, thì nhiệm vụ của nó là hứng nước những giọt nước còn nhỏ còn đọng lại á, nó sẽ chảy ra. Thì thông thường ở những trường hợp mà mình tháo hai cái nắp bịt ra đó thì nước nó sẽ vẫn còn bên trong á, nó vẫn ào ào và nó sẽ chảy ra. Thì lúc đó mình hoảng hoặc là mình vội quá, mình lấy những cái thau hoặc là những cái tô nó có diện tích là tròn, thì mọi người hình dung đi, cái tường nó phẳng nhưng mà cái thau nó tròn thì đương nhiên rồi, nước nó chảy xuống á, nó chảy lúc mạnh á thì nó sẽ ra cái thau, nhưng mà lúc yếu thì nó sẽ rỉ và có thể nó ngấm vô cái phần tường, nó chảy ở diện tích gọi là cách một xí này, đương nhiên nó chảy thẳng xuống. Thì lúc đó những cái thau tròn nó sẽ không đáp ứng được cái việc đó, chính là chứa được cái phần nước thừa đó. Nó rất là tuyệt vời, họ nghĩ đến từng chi tiết nhỏ tinh tế cực kỳ. Đó là một cái khay hứng nước trong quá trình mà chúng ta thay cái vòi, thì mình cũng chẳng thể nào mà nói được nữa. Bởi vì cái người Nhật họ rất là tinh tế luôn, họ quan sát từng cái hành động nhỏ của cái người mà lắp cái vòi đấy, nên họ có làm ra một cái khay nhựa này. Mà nhựa này á, mình nghĩ rằng chúng ta ngồi cái việc mà hứng nước thừa đó, sau cái lần đó đương nhiên rồi chúng ta sẽ dùng rất là nhiều việc khác, bởi vì cái chất liệu nhựa của nó nè rất là tốt luôn. Mình đánh giá không phải là nhựa tào lao đâu nha, cái nhựa này nè là chúng ta sử dụng rất là tuyệt vời ở những cái trường hợp khác, như là đựng một cái khay đá nè, chứa nước vào để bỏ vô tủ lạnh đấy. Đây là một cái khay rất là hay. Cái điểm tiếp đến, đây là một cái bao ni lông nhé, mình đã tháo rồi. Trong bao này á thì nó có những cái tờ gọi là tờ hướng dẫn, nói chung là tất cả đều là tiếng Nhật hết. Nhưng mà sao ạ, trong đây có một cái tờ vàng vàng nè. Tờ vàng vàng này thì mình nghĩ rằng nó là một cái tờ kim, cái gọi là cái thông tin mua sản phẩm hoặc là gọi là một cái phiếu bảo hành nhỏ nhỏ của người Nhật đi, ví dụ như thế đi. Đây mình cũng không rõ nha, bởi vì thật sự là khi mà nói là để dịch tiếng Nhật á thì mình sẽ không có ai để dịch tiếng Nhật cho mình cả, mình dùng Google dịch thôi, nên là cái công việc này thì mình sẽ tạm thời là bỏ qua. Thì trong phần gió này nè, nó sẽ có một cái phần người ta gọi là bóc tách ra tất cả những bộ phận và chi tiết bên trong một cái vòi. Đây, mình hiện tại là thấy tới có 36 chi tiết trong một cái vòi. Rất là nhiều nha mọi người, 36 chi tiết trong một cái vòi. Mọi người nghĩ đi, một cái vòi nó liền mạch như thế này, thì chúng ta nếu có bóc tách ra từng chi tiết ấy, thì mình nghĩ rằng người ta cũng nghĩ là khoảng 15, 16 thôi. Nhưng mà khi mà người Nhật họ bóc ra tới 36 chi tiết trong một cái chiếc vòi này, có ít không ạ? Mình nghĩ không hề ít đâu, rất là nhiều đó. Đây, thì tất cả những chi tiết này đều lắp ráp lại nha mọi người, được lắp ráp lại. Đấy, nó rất là nhỏ, có những chi tiết rất là nhỏ luôn, họ lắp ghép lại hết thành một cái vòi hoàn chỉnh. Khi mà chúng ta thiếu một chi tiết đương nhiên rồi, nó sẽ ảnh hưởng tất cả những cái phần còn lại hoặc là trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Đấy, nên là người ta sẽ có một cái bảng như thế này để cho chúng ta rõ các cái chi tiết. Đấy, rồi tiếp đến là người ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta là cái yếu tố mà lắp cái vòi làm sao cho đúng kỹ thuật nhất. Tại mặt sau nè, thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình cái vị trí mà dây, cái dây mà chúng ta dây cắp vào á, nó có bị chéo hay không, hoặc là những trường hợp nào là nên, những trường hợp nào không nên, những trường hợp nào là lắp đúng, những trường hợp nào là lắp sai, thì người ta cũng sẽ mô phỏng ở trong tờ giấy này thật là chi tiết cho mọi người xem. Đấy, rất là hay và tinh tế ở đó. Đa phần thì nó là tiếng Nhật hết, nhưng mà sao ạ, một cái người kỹ thuật á thì họ không có ngồi đọc chữ đâu, mà họ sẽ quan sát cái hình ảnh. Ví dụ người Nhật họ tinh tế nè, họ làm chỗ nào ok thì nó sẽ là dấu tròn, chỗ nào không thể làm hoặc là không làm được hoặc là không nên làm thì người ta sẽ làm dấu XM để cho mình nhận ra cái này nên nè, cái kia không nên nè. Đấy, rất là tinh tế. Hoặc là những chỗ nào lắp ghép như thế nào đó thì họ cũng sẽ có những cái hình ảnh minh họa rất là dễ hiểu, dễ lắp ráp. Đấy. Và tờ thứ ba này á, thì mình thấy nó chỉ có một mặt thôi. Thì nó hướng dẫn cho chúng ta là sao ạ? Nó hướng dẫn cho chúng ta những cái thao tác mà chúng ta sử dụng cái vòi khi mà chúng ta rút và kéo ra. Đấy. Hoặc là trường hợp mà chúng ta sử dụng đóng mở nó làm sao, thì cái tờ thứ ba này nó sẽ hướng dẫn cái điều đó. Đấy, rồi mình sẽ gấp lại nhé và tiếp tục qua tờ thứ tư. Thì trong quá trình mà sử dụng đương nhiên rồi, cái thao tác đóng mở như thế nào á thì nó cũng sẽ được gói gọn trong tờ giấy này. Thôi thì mình cũng trình bày sơ qua thôi, để mình chụp những cái hình này, để mình hoặc là một cái tài liệu gì đó để mình sẽ cung cấp ở dưới cái phần mà phần mô tả đó, để cho mọi người có thể đao về và xem chi tiết hơn về cái phần vòi này. Đây. Thì thông thường là những người mua vòi á sẽ có những tờ giấy này. Còn nếu như chúng ta mà gọi là không mua vòi thì đương nhiên rồi, chỉ thấy được những cái thông tin về thông tin của sản phẩm thôi. Đấy, những tính năng của sản phẩm thôi. Những cái tờ mà kỹ thuật này nè là những cái tờ cốt lõi nha mọi người.
không nên vứt nó đi, nên giữ nó lại. Và chúng ta nên xem, nếu như ai biết tiếng Nhật thì đương nhiên tốt rồi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ xem những hình ảnh, nó rất là bổ ích cho chúng ta trong quá trình mà đấu nối đúng cách, sử dụng hiệu quả. Thì thứ năm, tại sao cùng. Tại sao cùng thì dường như là chỉ hướng dẫn một cái là đơn giản thôi, những yếu tố liên quan tới chậu hoặc là bộ sẻ của nó. Đấy, để mọi người đấu chính xác hơn thôi. Vừa rồi thì mình vừa trình bày qua cái năm tờ hướng dẫn này. Đấy, thì mình sẽ bỏ nó qua một bên nhé. Rồi, bây giờ là bắt đầu đi vào phần chính này của một chiếc vòi nè. Trước tiên thì mình xin phép là được cầm cái vòi này lên. Cái trọng lượng của vòi này á thì nó rơi vào con số là khoảng 3,6 kg. 3,6 kg. Đây, rất là nặng luôn nhé mọi người. Thì đương nhiên rồi, với 36 chi tiết như thế này mà là vật liệu kim loại như này nữa thì đương nhiên rồi, nó rất là nặng. Đây, mình đang thao tác thử cho mọi người nè. Mọi người nghe cái tiếng không ạ? Đây là cái dây phía dưới, cái dây này đỡ rút nè. Đây, rất là hay. Rồi, thì thực ra là không gắn vô trong cái chậu rửa nên mọi người sẽ khó thao tác hơn, khó hình dung hơn nhé. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu là đi review từng phần trước. Rồi, đi review ở phía dưới trước, lên trên phía trên cho mọi người xem dễ hình dung hơn. Trước tiên, đây là một cái phần dây của nó. Mọi người thấy dây này không ạ? Cái phần dây này á thì nó có điểm gì đặc biệt? Rồi, đầu tiên là chỗ đây nè, nó có một cái khớp đồng. Khớp đồng này rất là tinh tế nè. Đây, nó có một cái ren đồng để mọi người làm gì ạ? Để kết nối vô trong cái phần phía trên này. Thì hiện tại là mình không có dụng cụ nên mình không mở được cái phần này ra. Nó hơi cứng, chắc là phải có dụng cụ nó mới mở ra được. Đây, cái phần ren đồng. Còn đây là cái dây nè. Cái dây phần này là dây như là ruột gà mà inox á, có thể là tăng giảm được nè. Đây, cái ruột gà của họ nè. Không phải là nó giãn hết cỡ nhiều lắm đâu nha mọi người. Đấy, nó vừa khít thôi. Rất là tinh tế. Rồi tiếp đến là trên là cái phần này. Trên này thì mình thấy một cái mã số. Có một cái mã số trên cái phần ống nhựa này nha. Rồi tiếp đến nữa, trên đây là cái một cái phần gọi là phần cổ xanh xanh. Người ta cũng có một ký hiệu mũi tên để đi xuống nè, nhấn xuống nè. Nhấn xuống. Rồi mình trên đây có một cái nắp chụp. Nếu chưa sử dụng thì nó có một cái nắp chụp, mình sẽ gỡ cái nắp chụp này ra. Rồi, mọi người biết cái này làm gì không ạ? Đây, cái này á thì chúng ta làm sao ạ? Nhấn vào, đây gọi là tháo lắp nhanh đây, rắc co tháo lắp nhanh đây. Đấy, nó có những viên bi, có 4 viên bi. Đó làm gì ạ? Giúp chúng ta tháo lắp và gắn vào rất là nhanh chóng. Đấy, thì bây giờ ở đây á, nó có một cái phần đồng nè. Mọi người thấy không ạ? Đây là một cái ống đồng nè. Đấy, nước mà người ta dùng bằng đồng, vật liệu đồng đấy mọi người. Với đây đồng vàng hơn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là gắn thử cái này cho mọi người thấy nè. Yếu tố gắn vào nè. Rồi, rồi gắn vào thì ở dưới tay mình nhấn lên nè, nó kêu một cái rắc. Còn khi mở ra thì theo chiều mũi tên họ chỉ xuống dưới nè, chúng ta chỉ cần nhấn tay vào như này, nhấn vào như này, đây, nhấn vào như này thì bắt đầu là mình sẽ tuột nó ra được. Rất đơn giản luôn nhé mọi người, không cần phải một cái dụng cụ gì đó chúng ta siết và dặn cả, vừa mất lực mà thậm chí là còn khó thao tác. Nếu như bên trong chồm vào trong dưới cái đáy chậu á, là thực sự rất là cực cho cái người mà thi công lắm mà gọi là rắc co giật như thế này. Nó nhanh như này thì nó rất là hữu ích và tuyệt vời. Vì thực ra mình vừa lắp xong một cái nên mình thấy cái điểm mà tháo lắp nhanh này nè, nó rất là hiệu quả. Bởi vì ví dụ như lần đầu tiên mình lắp đi, vô tình mình đấu các đường dây nó bị sai, thì cái việc mà tháo ra để xử lý là tình huống sai á, thì nhờ những cái rắc này nè, nó sẽ giúp mình tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Đấy, mình chỉ cần tuột nhẹ xuống và mình nhấn nó vào thì 4 viên bi bắt đầu là tuột lên, nó sẽ giữ cố định lại, giật không ra được nha mọi người. Rất là cứng vì nó đã vô cái gờ của nó rồi. Ở đây nó có một cái gờ bằng đồng tròn tròn cái này để giữ lại, 4 viên bi mà lên nó sẽ giữ lại. Đây là thứ nhất, các chi tiết này đều bằng đồng hết nhé. Rồi cái điểm thứ hai đó chính là cái dây họ dán màu đỏ đây nè, dán một cái tờ giấy màu đỏ nè. Đây, đó là đường nước nóng nha mọi người, đường nước nóng. Đây, cái đây thì mình nghĩ là một cái loại nhựa chịu nhiệt này, nhựa chịu nhiệt. Mình không biết rõ chất liệu nhựa này thì mình sẽ không nói, nhưng mà nó là một loại nhựa chịu nhiệt. Đây, người ta quy định màu đỏ là sẽ chịu nhiệt và nước nóng. Cái điểm đặc biệt ở đây á, đó chính là cái cục đồng nè. Bên trong nó có một cái ron su, thậm chí là 1, 2, đến 2, 3 cái ron su nha mọi người. Một cái ron su đen và hai cái ron su màu nâu xám xám. Đấy, nằm bên trong này. Thì thông thường mình mua những cái vòi rẻ tiền á, nó chỉ có một cái ron thôi. Thậm chí cái su đen đen á, thỉnh thoảng nó còn rớt ra bên ngoài nữa cơ. Mất cái ron nó là rất là cực, vì nó hay bị rò rỉ nước. Nhưng mà của người Nhật này, mình thấy nó dính liền trong đây. Móc thì nó cũng có thể là bung bung lên đó, nhưng mà nó sẽ không rớt ra được đâu. Đây, mình thử móc nhưng mà nó cũng hơi khó đó lấy ra. Nó chỉ hở lên một xí thôi chứ nó không rớt ra được. Đây, cái ron su này nhiệm vụ là ngăn nước bị trào ra. Mình lắp các vòi khác, mình hay làm sao ạ? Quấn thêm su non rồi mới dặn vào phần này.
Nhưng mà hôm bữa mình lắp cái này xong á, mình không cần một su nô gì hết, mình chỉ cần như thế là vặn vào thôi. Đấy, đó là một điểm rất là tinh tế. Rồi một điểm nữa nè, là mình sẽ gỡ được cái cục này ra nhé mọi người, gỡ được cục đồng rồi nè. Ở đây á, nó đang có một cái phần nhựa, cái phần nhựa này. Rồi bây giờ thì mình sẽ tuột cái phần nhựa này để tháo ra cho mọi người xem nè. Rồi đây là một cái nắp chụp, nắp nhựa thôi nhưng mà chụp chụp cái phần mà cái chốt đó. Đây, ở đây nó có một cái lẫy. Rồi ok, mọi người thấy không ạ? Đây, nó có một cái lẫy nhỏ như thế này để nhấn giữ cái phần cũ đó. Đây, giờ mình đã tháo hai chi tiết này ra rồi. Đây. Rồi, bây giờ thì còn cái phần đồng này và phần dây này. Đấy mọi người thấy không ạ? Mình đã tháo ra được rồi nè. Rất là đơn giản, chỉ cần với vài thao tác thôi mình đã gỡ ra được rồi. Rất là đơn giản luôn. Ở đây nó có hai cái rong su nè. Hai cái rong su màu đen nè. Đây. Gắn lại là nó đã vừa khít luôn. Bên trong này thậm chí nè, nó như là một cái màng lọc nho nhỏ trong này. Đấy, như là một cái van một chiều nhé mọi người. Nếu mà phân tích kỹ ra cái này là cũng như van một chiều đó đó. Ở trong này nó vẫn còn một cái lò xo nữa nè. À, hay nha. Nước ở dưới sẽ không lên được trên, mà chỉ có ở trên chạy xuống dưới thôi. Cái cục này vẫn đồng thời là một như là một cái van một chiều đó nha mọi người. Hôm bữa giờ là mình không biết luôn đó. Bây giờ thì mình vô tình là mình ngồi ở dưới ánh đèn sáng thì bắt đầu là mình quan sát được. Đấy, nó như là một cái van một chiều nữa. Mình nhấn cái tay này á thì cái chốt bên trong nè, cái lò xo này nó đổi bên đổi phía bên trong nữa nè. Rất là hay. Một cục nhỏ này thôi, phía trước là phần rôn su khỏi bị rò rỉ, bên trong là một cái van một chiều để nước khỏi trào ngược ra, và đồng thời là một cái rắc co để tháo lắp nhanh. Rồi trong cái phần cái ống này nè là một cái cục đồng đúc rất là cứng ở đây, thậm chí nó còn có hai cái rôn su nữa nè, đấy để giữ nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ lắp lại nè, nhấn vào đây bập, rồi nghe cái rắc giữa cái rôn su nó sẽ bám và ôm trọn vô trong cái phần này. Đấy, giật ra rất là nhanh luôn. Rồi khi gắn lại nè như thế này, rồi đương nhiên rồi sẽ có cái vòng này để chúng ta kẹp nó vào nè. Đấy, nhấn mạnh vào, nó sẽ nằm ở giữa cái khớp này, nó ôm trọn cái khớp này. Đây, xong rồi nhé mọi người. Nhưng mà đây là kim loại nên là sẽ có cái nắp nhựa nè, để khóa thêm một lần nữa, để trùm vào thêm một lần nữa. Đây, thực sự rất là tinh tế luôn. Họ làm, họ nghĩ tới cái người sử dụng rất là ghê. Đây, mọi người thấy không ạ? Rất là dễ dàng để trùm nó lại. Bây giờ là mình sẽ thao tác trùm lại nè. Đây, rồi đây. Mọi người có giật cỡ gì đó chăng nữa thì nó cũng không ra được đâu. Các chi tiết nó đã liên kết với nhau rất là liền mạch rồi. Đây, rất là hay. Cái điểm này mọi người phải quan tâm. Rồi, tiếp đến đó là gì ạ? Một cái dao nước lạnh. Dao nước lạnh thì nó có một cái giấy màu xanh xanh được quấn lên cái phần dao nước lạnh này. Đây. Rồi, mà khi chúng ta không dùng cái dao nước nóng á, hoặc là nhà ai không có nước nóng á, thì chúng ta sẽ dùng một cái nắp chụp để dặn vào đây và bịt nó lại. Rồi cùng cái yếu tố mà mở ra cái cục này á thì nó cũng tương tự như là bên nước nóng rồi. Thì không có gì để mình hướng dẫn thêm nữa. Đấy, mình sẽ đi vào chi tiết khác. Rồi, ở đây mọi người thấy gì không ạ? Đây, cái là cái cục nhựa nè. Đây cũng là một cái cục nhựa nè. Đấy, thì với hai cục nhựa này, nhiệm vụ nó là gì ạ? Mình sẽ gắn cái này vào nhé. Đây. Hiện tại nó là một cặp như này đây. Thì sau một hồi mà thao tác xong á, mình đã gắn được cái phần dây đó vào rồi. Nó mới đầu thì nó còn hơi lúng túng nha mọi người, nhưng bây giờ thì mình đã gắn hoàn thành rồi đây. Đây, thì khi mà gắn hoàn thành thì nó sẽ như thế này đấy nhé mọi người. Đó, mình quay và hướng mọi người cho mọi người dễ nhìn hơn nè. Thì hai cái dây nè, nó nằm hai bên nè, hai nằm hai bên nè, nó không có vướng gì cái dây ở giữa. Mà khi chúng ta kéo cái vòi ra đó, đây, thì cái dây giữa nè nó được chạy xuyên suốt, mà hai dây đây nằm độc lập hai bên như thế này á là gọi là đúng kỹ thuật. Họ tính tới cái yếu tố mà rút cái sợi dây lên nè, nó sẽ không vướng hai cái sợi dây hai bên. Đó là một điều mình thấy vô cùng tinh tế ở cái điểm vòi này. Đó, vì mình có một người nên là không thao tác kéo cái này, vừa kéo vừa thao tác cho mọi người xem được. Nhưng đây, đấy, mình có thể là kéo như này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Một tay mình kéo ra mà hai cái dây nó nằm giãn hai bên, nó được ngăn cách hai bên, không hề vướng víu gì luôn. Rồi, ok. Đấy, hai cái dây đi độc lập nhé. Rồi, tạm thời thì mình bỏ cái vòi cho nằm xuống này. Đây, rồi, ok. Cái điểm rất là hay, mà những cái vòi khác á, là người ta hay dùng một cái cục, gọi là cái cục gì nó nặng nặng một xí, có thể là bằng kim loại đi, hoặc là bằng gì đó, đổ bê tông đi cũng được. Họ cột ở dưới này, họ riết, họ chặt, gọi là ở phía dưới cục này nè. Thì những cái vòi khác á, vòi rẻ tiền hơn á, thì người ta sẽ làm những cái cục màu đen đen đó. Mình thấy là hai cục họ kẹp lại phía dưới này, mục đích làm gì ạ? Cho cái dây nó đè nặng cái dây tụt xuống dưới. Còn riêng vòi này thì không cần cái cục đó, mà chúng ta mục đích á là làm gì ạ?
tách độc lập hai cái dây này ra để khỏi bị vướng víu trong quá trình thao tác kéo lên kéo xuống. Còn đương nhiên rồi, cái người dùng họ tự biết kéo lên và họ sẽ thả xuống ở mức nhẹ nhàng vừa phải. Bởi vì sao? Khi mà sử dụng một cái vòi đắt tiền thì cái người sử dụng rất là nâng niu cái sản phẩm. Đây, họ chứ không phải là họ dùng kéo lên rồi họ chờ nó sức nặng của cái dây nè nó tuột xuống dưới lại đâu, nên họ sẽ tự động đẩy lui cái dây đó về. Đấy, đó là cách sử dụng. Đấy, nên là người Nhật họ không làm cái cục như này cho rùm rè, mà họ làm như thế này thôi để ngăn cách hai dây nóng và lạnh ra, không có bị dính chung vô cái đường này. Thật là tinh tế nha mọi người. Phần trên này là cái phần mà cái vòng đỡ vặn cái phần đồng đây. Đấy, thì cái vòng này thì mọi người nói sao ạ, nó là bằng đồng nha mọi người, bằng đồng. Hôm bữa là mình trong quá trình lắp nè, đương nhiên rồi, cái vòi thì nằm ở trên thì không vướng, nhưng mà cái cục này nằm ở dưới thì nó hay bị cấn mấy đá, thì bắt buộc là phải khoét những cái đường đá để cho nó ôm trọn, nó không bị cấn cái phần đồng này, để nó ôm trọn luôn lên cái mặt đá ở trên và ở dưới, nó sẽ siết lại với nhau thì cái vòi nó không lắc qua lắc lại được, như thế mới lắp đúng kỹ thuật. Đây, ở trong này nó sẽ gồm những, một là lớp su nè, hai là một cái lớp ron nhựa nữa nè, và tiếp đến là một cái phần đồng để chúng ta siết nó không bị hư, rất là hay luôn. Những cái ren đồng nó họ rất là to nhé. Cái phi này là hình như là phi 35 đây. Đây, mình nhìn thấy cái phần đây nè, rất là tinh tế luôn, họ làm rất là liền mạch và kỹ lưỡng. Rồi, đó là cái phần cụm phía dưới. Còn bây giờ thì mình sẽ review cái phần phía trên. Đây, cái phần phía trên này rất là nhiều điểm hay nè. Đây, thì mình tạm thời là bỏ ngang qua bên này trước nha. Trước tiên thì mình sẽ nói về cái cần gạt. Đây, mình đỡ một cái mic nè, đỡ gần vào đây, để mọi người có thể nghe thử cái tiếng. Đây, mình đỡ sát luôn cho mọi người nghe nè. Mình gạt xuống nè. Mọi người có nghe tiếng gì không ạ? Ở đây á, là khi mình quay nè, tới cái ngưỡng giữa, cái điểm dừng ở giữa thì nó sẽ kêu tách. Đó, gạt xuống dưới nè. Đây, tách là vị trí xác định ở giữa cái ngưỡng trên và ngưỡng dưới. Đây, rất là hay. Còn bây giờ nè, khi mình lật cái vòi á, ngửa ra sau hoặc là ngửa tới trước thì nó cũng có cái ngưỡng ở giữa, cũng kêu cái tách. Hai cái tách này á, nó sẽ có hai kiểu. Một á, là cái tách này á, tách đầu tiên á, là gì ạ? Lên xuống nè, là chúng ta phân ra yếu tố là nước lạnh và nước nóng. Thì cái phạm vi cái vùng nước lạnh á, nó sẽ ở phía dưới, nó có chữ C là chữ cold á. Đấy, viết tắt của từ tiếng Anh là cold, thì nó sẽ là cái vùng lạnh, là vùng phía dưới. Đó, còn cái phía trên nè, cái phía trên là sao ạ? Cái phía trên là khu vực gọi là nước nóng. Nhưng mà nóng á, nó chỉ có một cái khoảng nhỏ thôi, cái phạm vi nhỏ sát lên vị trí trên nè, nó mới là nóng nha. Đây, mình sẽ đỡ một cái hình nhỏ trên góc này cho mọi người hình dung chỗ đó. Rồi, còn cái phạm vi mà lưng lửng ở phía cụm trên á, thì nó sẽ dung hòa nước lạnh và nước nóng lại với nhau, rất là hay. Còn khi mà chúng ta gạt hẳn lên trên á, nó mới là nóng, với cái tắt của từ H là hot. Đấy, còn khi mà chúng ta dùng ngửa ra sau thì nó sẽ như thế nào? Ngửa ra sau như này, đấy, mà chưa nghe tiếng rắc á, vẫn còn trong phạm vi nhẹ nhàng này á, thì đó là sao ạ? Nó là nước yếu, nước dùng vừa phải, gọi là chế độ tiết kiệm. Đấy, tiết kiệm nước cho chúng ta ở mức là nước chảy vừa đủ dùng thôi. Còn khi mà chúng ta muốn nước mạnh á, thì chúng ta phải vượt với cái ngưỡng cái rắc này nè. Đây, mọi người nghe tiếng rắc không ạ? Cái rắc thứ hai này á, mà cái rắc ngửa ra sau á, đó chính là chúng ta sẽ có một lượng nước nó mạnh hơn, nó dồi dào hơn. Đây, thì chúng ta cần nước mạnh thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái rắc thứ hai. Đó, rồi ok. Điểm này cực kỳ tinh tế ở cái vòi này mà những cái vòi khác không có. Những vòi khác không có tính năng mà những cái phần cái ngưỡng rắc rắc này nhé mọi người. Đây, mình đánh giá rất cao ở cái điểm này, giúp cho cái người sử dụng á, họ cảm nhận được. Quan trọng là họ cảm nhận được. Đây, những cái vòi khác không có cái chỗ mà có cảm nhận cái lượng nước lạnh hay nước nóng đâu. Nhiều khi chúng ta gạt lên gạt xuống cũng không để ý là nước lạnh hay nước nóng, thậm chí rơi vào bị phỏng tay nữa. Nhưng mà cái vòi này nè, nó cho chúng ta biết lúc nào đang ở trạng thái nào. Hoặc là chúng ta cảm nhận thử muốn nước mạnh, nước yếu, hoặc là ở cái khổ mà lên gần cái chỗ mà là nước nóng hay gì đó, đấy là chúng ta có thể cảm nhận được qua cái tiếng tách tách hoặc là cái ngưỡng này. Đó, rồi ok, tiếp đến á là mình sẽ bỡ cái phần vòi này lên. Ok, lật qua bên này. Đối với cái vòi này á thì cái cổ của nó nè,
quay lại nè, ở phạm vi là 160 độ, rất là linh hoạt cho mọi người sử dụng. Đây, dường như là muốn thay vì một cái đường ngang 180 độ này thì nó đã quay được ngưỡng là 160 độ rồi, ở phạm vi là cũng tương đối rộng nha mọi người. Đó, thao tác quanh một cái chậu, mình dựng đứng cái vòi lên nè cho mọi người thấy nè. Đây, khi cái vòi lắp đúng là nó sẽ nằm ở trạng thái như này, thì chúng ta quay nè, đấy, quay bên này rồi lại quay qua bên phía này, đấy là phạm vi là 160 độ, cũng gần như là muốn hết cái chậu rửa rồi đó. Đấy, rồi bây giờ thì mình sẽ đặt cái vòi xuống nè. Rồi mình nói tới cái điểm thứ hai của cái vòi. Rồi ở đây á thì cái vòi nè nó có hai cái chế độ nước, một á là nước chảy thẳng trực tiếp, hai là nó qua một cái màng gọi là màng lọc, đấy để tạo lên cái độ tươi xốp của nước. Đây gọi là chế độ nước vòi sen. Đấy thì có hai chế độ, một là nước chảy thẳng, hai là chế độ nước vòi sen, cũng rất là phù hợp với chúng ta, cái nhu cầu rửa hàng ngày của chúng ta. Ví dụ chúng ta nước muốn nước chảy mạnh đi, chảy mà không cần phải sen đó, thì nó bật nhấn vào cái đó thì nó sẽ chảy theo một đường nước xuống. Còn trường hợp mà chúng ta muốn rửa rau củ quả gì đó, đây muốn tia nước nhỏ hơn như vòi sen, thì đương nhiên là chúng ta nhấn vào một cái thì nó sẽ chuyển vào chế độ đó. Đây bây giờ ở trên này nè, mọi người thấy không ạ, trên phần đầu nè, trên cái phần đầu vòi nè có cái nút nhấn nè. Đây mình đỡ cho mọi người nghe cái tiếng nè. Cái nút nhấn nằm ở ngay cái đầu vòi là một cái điểm cũng cực kỳ tinh tế. Thông thường các vòi gác á là mình thấy người ta hay có cái nút nhỏ nhỏ ở trên là gọi là cái cần gạt á, gạt qua gạt lại, gạt cái này nhiều lúc mình thấy là có những cái nó cứng đơ luôn, sau khoảng tầm hơn 5 rưỡi đến 2 năm sử dụng là mình thấy nó cứng đơ cái phần nút nhựa bên trên luôn. Còn đây nè là cái nút đầu tiên của cái vòi, cái đỉnh đầu vòi luôn nè. Mình rất là thích nhấn cái nút này, nó tròn nó to, nhấn nó nghe tách tách nữa rất là vui tai, để chúng ta chuyển chế độ nước. Rồi ok, còn đây là sao ạ, đây là cái vòi có thể là rút ra được nè. Đây rồi, đấy vừa rồi là mình vừa trình bày qua những tính năng cơ bản từ vấn đề xả qua vấn đề là chuyển đổi nước. Rồi bây giờ thì mình có thể là mạnh dạn mở một cái chi tiết này cho mọi người thấy cái phần bên trong đầu vòi mà khi mà nó sẽ chặn rác, cái lưới lọc của nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ tiến hành là mở cái đầu này ra, nhưng đương nhiên rồi, mở ở điểm nào đấy thì đương nhiên rồi chúng ta phải được thấy rõ ràng cách mở cái đầu vòi này, được kiểm tra như thế nào nhé. Thì hiện tại dưới này nó có một cái chốt màu đen đen đấy, thì mình phải dùng một cái tu vít nhỏ. Vừa rồi thì mình vừa dùng một cái tu vít nhỏ rồi, mình sẽ móc cái phần này ra. Đấy mình bây giờ là mình gỡ ra cho mọi người xem nè. Đấy nó có một cái gờ như này, đấy mọi người thấy không ạ, như một cái chốt, cái khóa đó đó, một cái cùm đó đó. Đấy mình bảo ở đây. Đấy sau khi mình rút cái đó ra rồi thì đương nhiên rồi bây giờ là mình sẽ mở được cái phần vòi nè, mình sẽ rút thẳng cái vòi lên nè. Đấy cái đầu nè, đấy mọi người thấy không ạ, là ra được cái phần này rồi nhá. Rồi mình tạm thời bảo ở đây. Ở đây thì nó có một cái lưới lọc nhỏ, lưới lọc này nè, đây cũng rất là tinh tế nè. Hoặc là quanh cái lưới lọc này á là cái viền bằng đồng, bên trong là cái phần lưới lọc, rồi cũng rất là chắc chắn. Cái lưới của họ rất là dày, mình nhấn á thì nó búng ra búng vô nè, chứ không phải là mỏng đến nỗi mà bị rách cái lưới đâu nha mọi người. Lưới này rất là cứng nè, nhỏ như này mà họ làm cái viền đồng cũng rất là tinh tế nè. Rồi mình tạm thời bảo ở đây. Tiếp đến là cái sao ạ, cái đầu vòi này bên trong á thì nó còn một cái gọi là cái phê nữa, thôi mình không dám gỡ cái này ra rồi. Đây thì mình chỉ nói như thế thôi cho mọi người thấy, bên trong nó còn một cái phê đó nè, chi tiết nó đúng là nhiều thật cũng đó. Nếu mà xem qua cái cuốn chi tiết kia đó thì đương nhiên rồi chúng ta sẽ thấy những cái phần mà lắp ráp, thậm chí đôi khi mà bị rớt mất á, thì chúng ta phải mua lại cái đó để bỏ vào cho nó khớp nha mọi người. Đây rồi xong, ở đây nó có một cái phần cái cục nhựa đây nữa nè. Đây cái cục nhựa nữa nè mọi người thấy không ạ, nhưng mà nó nằm trong khớp rồi. Thôi tạm thời mình sẽ gắn lại cái cục nhựa này. Đây là cái phần mà mình đã tháo ra từ cái phần vòi này nhé. Đây ở dưới đây nè mọi người thấy không ạ, nó đang có một cái chi tiết để chúng ta sẽ dặn nó ra. Đây thì mình sẽ dặn nó ra. Đây mình tháo rồi cái cục này ra nhé mọi người, mình sẽ dặn nó ra rồi đó, mình bỏ vào một bên. Thì bên trong này nè nó gồm tới 5 cái lưới lọc nữa nhé mọi người, 5 cái lưới lọc nhỏ nữa. Đây mình tạm thời là bỏ trên phần tay của mình. Đây mình banh lên nè, 5 cái lưới lọc nhỏ. Đây là 5 cái lưới lọc nhỏ. Đây sợ xe quá thì mọi người không thấy rõ. Đây 5 cái lưới lọc nhỏ này rất là hay, nhiệm vụ của nó là gì ạ, nó sẽ tạo cái độ mà gọi là tươi xốp và như là khiến cho nước chúng ta cảm thấy nó nhiều hơn là nhờ 5 cái lưới này. Đây tạo cái độ xốp cho nước. Đây qua 5 cái màng lọc như này thì nhiệm vụ của nó trước tiên là ngăn chặn rác, là ngăn chặn những cái gì đó ở trong cái phần nước nó không được sạch, thì nó qua 5 cái này nó sẽ cản lại. Và cái chính của nó là 5 cái lưới xếp vào nhau thì nó sẽ tạo cái độ tươi xốp của phần nước hơn, và đây là một cái yếu tố rất là quan trọng nhé.
Rồi ok, mình sẽ bỏ qua đây. Bên trong này thì cơ bản là còn những cái lỗ của nó thôi, những cái lỗ hoa sen của nó thôi, và cái phần nhấn xuống chạy xuống. Rồi thì mình sẽ tạm thời là gắn lại cái phần này nhé. Đây, để mình nối cuốc xe qua cho mọi người thấy là 5 cái lưới nhỏ này. Đây, gồm 5 cái lưới nhỏ, 5 miếng như này nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ gắn 5 cái miếng này lại với nhau. Rồi ok, 5 cái miếng nhỏ này. Rồi bây giờ thì mình tiến hành là xếp nó gọn vào, và mình sẽ dặn lại 5 cái lưới này. Rồi ok, xong. Thì bây giờ thì mình là sẽ đem cái này để đi gắn vào trong này. Đấy, thì khi gắn chúng ta này, thấy không? Nó sẽ có những cái gờ nhỏ nhỏ bên trong này, và chúng ta phải bỏ vào cẩn thận để cho nó khớp. Khớp rồi nó sẽ nghe cái bụp. Đấy. À, mình cũng quên mất cái này, cái lưới lọc thu này, lưới lọc đầu tiên này. Thì cái lưới này thì mình sẽ bỏ phía trên nè. Đấy. Ok. Rồi, mình đã nhấn xong rồi. Bây giờ là mình sẽ dùng cái gờ này để gài lại. Khi mà chúng ta gài cái này là nhấn vào nó như cái phê đó, khó đó, như cái phê đó thì chúng ta sẽ không giật lên được, mà sẽ giật luôn cái sợi dây này. Đấy. Bình thường rồi. Thì có thể là khoảng tầm 1 tháng thì mọi người có thể là tiến hành vệ sinh cái này, tùy vào cái lưu lượng mà chúng ta sử dụng. Nhiều thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ vệ sinh thường xuyên, còn ít thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ từ từ vệ sinh. Rồi, đấy. Vừa rồi thì một điểm mình nói thêm nữa là ở dưới này, mọi người muốn mở ra nó có một con ốc lục giác nhỏ, thì chúng ta mở cái cổ vòi này ra và khám phá bên trong nữa. Nhưng mà thôi, thì mình sẽ khám phá cái phần ngoại quan và cơ bản nhất thôi. Còn những phần chi tiết bên trong thì đương nhiên rồi, mọi người sẽ xem mua cái thông tin qua một cái tờ giấy catalog đó. Đấy. Mình nói thêm một điểm nữa là những cái vòi mà ít tiền đó, thì mình đánh giá một điều là những cái vòi đó mình đem đi trưng bày thì sao ạ? Trưng bày tại cửa hàng á, thì qua cái thời gian là khoảng vài ba tháng thì cái lớp chrome này nè, chrome trên thân của cái vòi á, nó bị đen và thậm chí là lên những chấm đen đen đen. Mình mà muốn bán hoặc muốn sử dụng á, thì đương nhiên phải chùi những cái phần đó đi. Đấy, đó là gọi là không sử dụng nha, mà nó vẫn lên chấm đen đen đó. Nhưng mà riêng cái lớp chrome này nè, dù bạn có đỡ bao lâu đi chăng nữa thì nó cũng ở chừng đó, bởi vì lớp chrome của họ mài rất là dày và dở sáng bóng, rất là sáng bóng nha mọi người. Tay mình dính nè, nó rất là bẩn như này, nhưng mà khi mình lại dùng một miếng vải á, lau chùi một xí, nó trở lại trạng thái như ban đầu liền, rất là sáng. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ xong những thông tin của cái vòi này. Đấy, thì nó không phải là nhiều, nhưng mà một phần nào đó để nói lên được một điều là cái giá thành của cái vòi này nó có tương xứng không. Bởi vì sao ạ? Người Nhật họ nghiên cứu rất là nhiều những cái yếu tố thường sử dụng. Đấy. Có 3 điểm rất là hay ở cái vòi này mà mình đã sâu ra cho mọi người thấy. Một là cái phần mà giai cấp nước của nó nè. Đấy, rất là tinh tế ở yếu tố là từng cái sợi dây của họ làm rất là chi tiết và bài bản luôn nhé. Đấy, mình không thể nói nhiều nữa. Bởi vì sao? Nó thể hiện hết tất cả trên cái sản phẩm rồi. Và 3 là cái đây. Và 2 là cái đầu vòi này, mình cũng đã mở ra cho mọi người xem. Đấy. Và 3 là cái phần mà gạt này. Với 3 điểm ngoại quan này á, chưa nói tới phần ruột bên trong là đã đủ phần nào để mọi người thấy một điểm là cái giá tiền của nó và những tính năng nó mang lại giúp cho cái người sử dụng cảm thấy gọi là rất là tuyệt vời. Thôi thì mình sẽ không chia sẻ nhiều nữa. Những thông tin của vòi này á, thì mình sẽ đỡ hết tất cả vô một cái link ở dưới phần mô tả để mọi người có thể xem hoặc là tải về. Nếu những ai mà quan tâm cái vòi này thì có thể liên hệ đến số điện thoại của mình ở dưới phần mô tả. Lúc trước mình nghĩ rằng á, chắc là sẽ không bao giờ gọi là với tới những cái vòi này hoặc là có cơ hội sử dụng những vòi này, bởi vì nó quá đắt tiền và xa xỉ. Nhưng mà sau khi mình đã tiếp xúc nhiều vòi rồi và được trải nghiệm cái này lần này lần thứ 3 thì đương nhiên rồi, mình có một cái suy nghĩ hoàn toàn khác. Vòi này nó sẽ phù hợp với những ai gọi là đã trải qua 1 đến 2 cái vòi rẻ tiền, và những ai gọi là có mức tài chính tốt, muốn có một sản phẩm thực sự hiệu quả thì đương nhiên rồi nên cân nhắc lựa chọn cái vòi này. Giá tiền của nó luôn luôn đi liền với chất lượng, và thậm chí nó còn đem lại chúng ta những giá trị về mặt lâu dài hơn so với số tiền chúng ta bỏ ra ngày hôm nay. Đấy, thôi mình chia sẻ ngắn gọn thế thôi. Còn bây giờ thì chắc là sẽ cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video và xem đến giờ phút này. Hy vọng rằng video này nó sẽ mang đến cho mọi người một cái động lực gọi là to lớn để chúng ta có tài chính để mua được cái vòi này về sử dụng, để xem thử những cái điều mà mình vừa nêu ra đó nó có thực sự hữu ích không, có thực sự đúng không. Bởi vì sao? Không đơn giản là mở cái thùng ra rồi chia sẻ, mà là sự trải nghiệm thực tế, sự lắp ráp thực tế, và cuối cùng là đi chia sẻ với mọi người. Rồi, chắc là sẽ kết thúc video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video này. Nếu thấy hay hãy giúp mình một like, một đăng ký kênh, ủng hộ mình tiếp tục với những video khác hay hơn và giá trị hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.